Xin chào mọi người, đây là bản tin công nghệ của Điện máy Nguyễn Đức, cập nhật những thông tin công nghệ hot nhất trong ngày. Và trong bản tin thì gồm có những tin tức sau. Và tin tức đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay đó chính là về lỗi ở trên iOS 17. Khi mà vừa mới ra mắt được 3 ngày thôi nhưng mà iOS 17.5 đã gặp phải lỗi là khôi phục tự động lại những ảnh đã xóa của người dùng. Một tài khoản có tên là RIOS ở trên Reddit đã chia sẻ rằng là khi cập nhật lên phiên bản iOS 15 ấy, thì trên chiếc iPhone của anh ta xuất hiện lại những bức ảnh cũ đã xóa và nó tự động được khôi phục lại. Và dưới phần comment ấy thì cũng có rất nhiều người dùng iPhone vào và chia sẻ rằng là họ cũng gặp phải những tình trạng tương tự. Và RIOS có chia sẻ thêm rằng là những bức ảnh này thì đều được liệt kê vào cái mục là những bức ảnh khá là nhạy cảm, không được an toàn khi mà tiết lộ ra. Một người dùng khác có tên là Một Buja cũng chia sẻ rằng là anh ta có 4 bức ảnh đã xóa vào năm 2010 nhưng mà bây giờ thì lần lượt xuất hiện lại và nó được xuất hiện ở trên cái mục là những bức ảnh tải lên mới nhất ở trên iCloud. iOS thì vốn là một hệ điều hành rất là bảo mật nhưng mà bây giờ khi mà gặp phải cái lỗi này thì chắc chắn là rất nhiều người dùng đã lo lắng cũng như là hoài nghi về tính bảo mật ở trên hệ điều hành của iPhone. Tin tức thứ hai có trong bản tin ngày hôm nay là TikTok đang thử nghiệm đăng tải những cái video có độ dài lên tới là 60 phút. Tính năng này thì chỉ đang thử nghiệm tại một số thị trường cũng như là với một số nhóm người dùng TikTok cơ bản mà thôi. Với tính năng mới này thì TikTok đang có tham vọng là thu hút một số lượng người dùng từ YouTube chuyển sang, bên cạnh những người dùng sẵn có đang xem những cái nội dung ngắn từ trên TikTok. Hiện tại thì nền tảng TikTok thì đang cho phép những cái video tối đa dài lên tới là 15 phút. Và tin tức cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay là Google đã tung ra phiên bản Android 15 beta trong sự kiện Google I/O. Người dùng điện thoại của những thương hiệu như là Oppo này, OnePlus, Xiaomi, Vivo thì đều đã có thể là cài đặt phiên bản mới nhất này. Và đó là tổng kết lại những tin tức công nghệ hot nhất có trong ngày. Và nếu các bạn có ý kiến gì thì đừng quên comment xuống bên dưới để bổ sung cho chúng mình nhé. Đừng quên để lại một like cũng như là một đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin công nghệ tiếp theo.